con hiếp dâm cô gái đến có thai ra tòa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Tại Bình Thuận, hai cha con thú tính đã giở trò đồi bại với một bé gái thiểu năng về trí tuệ dẫn đến có con. Cụ thể như thế nào, mời các bạn cùng theo dõi. Tòa chấp nhận sự vắng mặt bị hại vì sợ nạn nhân sang chấn tinh thần khi gặp lại hai cha con từng cưỡng hiếp mình. Ngày 4 tháng 6, Tòa án Nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thành Tâm, 43 tuổi và con trai là Nguyễn Hữu Thành, 20 tuổi, ngụ tại xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam về tội hiếp dâm. Đây là vụ án hai cha con hiếp dâm cô gái bị thiểu năng trí tuệ dẫn đến có con gây phẫn nộ dư luận. Sau phần kiểm tra căn cước, bị cáo Tâm đề nghị hội đồng xét xử tạm hoãn do vắng mặt luật sư bào chữa cho hai bị cáo. Chấp nhận đề nghị này, tòa đã tuyên tạm hoãn và dự kiến mở lại phiên tòa vào ngày 19 tháng 6. Tại phiên tòa, luật sư Đỗ Minh Trúc, người bảo vệ miễn phí cho bị hại cũng đề nghị cho xét xử vắng mặt bị hại. Luật sư cho rằng, cô gái này thiểu năng trí tuệ, có thể sang chấn tinh thần nặng nề khi gặp lại hai người đã từng cưỡng bức mình. Tòa cũng đã chấp nhận đề nghị chính đáng này. Theo hồ sơ, ngày 22 tháng 5, bà L, mẹ của chị Tuyết, đã đổi tên, sinh năm 2000, bị bệnh thiểu năng trí tuệ từ nhỏ. Đến cơ quan công an trình báo việc con bà bị cha con ông Tâm là họ hàng gần nhà hiếp dâm từ cuối năm 2018 dẫn đến có thai. Quá trình điều tra xác định, lợi dụng gia đình đi vắng và chị Tuyết bị thiểu năng, cha con ông Tâm đã nhiều lần quan hệ với chị này. Đáng nói là hai bị can lại là người họ hàng của nạn nhân. Tâm là chồng của cô ruột Tuyết, Tuyết gọi bằng Dượng. Theo cáo trạng, hai bị can thừa nhận biết chị Tuyết bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, thường xuyên ở nhà một mình. Cuối năm 2018, Tâm cưỡng bức quan hệ với chị Tuyết một lần. Thành đã ba lần ép buộc chị Tuyết quan hệ tình dục khi chị ở nhà một mình. Vào tháng 5, thấy con gái có biểu hiện kỳ lạ, bà L đưa đến cơ sở y tế kiểm tra thì phát hiện chị Tuyết đã có thai 25,5 tuần. Chị Tuyết kể lại cho mẹ toàn bộ sự việc và bà L đến công an tố cáo. Vào tháng 8, chị Tuyết sinh một bé trai. Theo kết quả giám định ADN, Thành là cha ruột của đứa bé. Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa có kết luận pháp y tâm thần chị Tuyết là người bị hạn chế về nhận thức và điều khiển hành vi, bị bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ Vinews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.